Đây rồi. Ruột cho bố ăn nhỉ. Thank you.
Anh sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Không phải hỏi anh hết. Ờ, chờ một tí. Nhấc về đây nhỉ? Ờ. Thank you.
Anh cái này được nhiều trứng lắm. Gì? Gà để nhiều trứng lắm này. Được nhiều lắm. Bây giờ mình làm mới đi. Nhỉ? Để ở ngoài cỏ ấy, nhiều lắm. Đấy, mình làm mấy đi, cổ cho nó đẻ đây, nhiều. Chắc đẻ được mấy hôm rồi. Có cái gì đâu, nhiều con mà. Làm hết chỗ ổ này chắc đẻ nhỉ. Đi, bê đi. Anh sửa đi. Ừ, anh sửa. Em ơi, ơi, lấy trứng vào đây đi. Xong rồi à? Ừ. Đây. Đây là nhỉ? Mũi ấy chắc là... Cái mũi ổ hai bao quả. Hai bao quả thôi nhỉ? Ừ. Đi sang bên kia rồi. Anh đạp đi, em cơm cho. Được bao nhiêu ổ đấy? Đấy ấy. 8-9 ổ đấy. Chắc cũng không mấy con. Ừ. Để cung ổ ấy. Ổ này nữa chứ. Ổ này cho vào cơ. Cho chưa? Chưa. Đó. Cho nó đẻ. Cho nó đẻ. Ừ, nhỉ? Cho thêm đi nhỉ. Cho thêm, anh ơi, cho hết rồi. Cho đầy vào gà và nó dẹp ấy. Dẹp vào nó ra. Ê đi. Ra đây. Đầy vào tay. Nhẹ thôi mà. Rồi. Xem kệ ở đây, xem con nào nó đẻ ở đây. Đẻ. Nhưng mà phải cho trứng vào chứ. Đợi anh. Làm nhé, anh đi lấy mấy quả trứng rồi. Ừ, đi đấy rồi để đây nó lên.
bẩn lắm rồi, đi rửa rồi. Anh ơi, ở đây cũng có ủ đấy. À đâu, nè, chắc nó để đấy. Nhiều quá nhỉ. Đấy, để đây trung tâm chắc 3-4 con luôn.
ra đây nó đẻ. Cái này về luộc cho gấu ăn nhỉ. Ừ. Thích ăn lòng trứng, trứng đỏ ấy. Nha. Cái này để dập. Hết chưa? Hết rồi. Đây, hết rồi. Này để nó để đẻ tiếp nhỉ. Đây nó đẻ. Có chơi gì đấy? Nhìn gì nữa? Chơi cẩn thận nha, ngã nha. Ngã nha. Chặt hết hả anh? Ừ, đi chặt hết hả? Chặt trồng cái khác. Già hết rồi. Gấu gọi mẹ. Ừ, đi đâu đây? Gấu đi đâu đây? Gấu đi đâu? À, đi với ông, đi đâu? Gấu đi xem hoa. Mẹ đi cùng con nha. Có hoa chít đâu con? Nào mẹ nhổ cỏ nhá. Thế gấu chỉ cho mẹ xem hoa chít ở đâu. Hoa chít đâu? Ừ. Hoa chít đâu? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, nhổ nhầm cả hoa luôn. Ôi dồi ôi, ăn kẹo nhiều hoa rồi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi.
con ngồi vào cái cùi đi, xong để mai làm việc. Thế? Đi cho ba ơi. Ôi. Ừ. Lấy cho ba. Đâu? Vâng, ba chín à. Gì? À. Ba chín à. 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 Vâng, đấy nhá, gấu đón nhá. Gì? Này gấu ơi. À. Thôi, khác chơi nhá. Gì làm chắc anh đi làm đấy. Đi công ty à? Ừ. Ừ, đi thì đi thôi nhỉ. Anh còn... định nước nào? Ừ, đi thì thế thôi. Campuchia. Đi lần rồi. Lâu lâu còn từ thăm hai mẹ con chứ. Đi hẳn chứ. Hai mẹ con ở nhà được không? Được mà. Đi kiếm tiền mà sao chẳng được. Nhà nó chẳng thấy. Thế tí đi luôn hay ngày nào? Chắc một vài hôm nữa. Dạ. Ở đây, ở đây, ở đây. Ba đi gấu, ba đâu? À đâu? Alo. Ba đi. Ba. Nào đi vào trong. Nào đi vào trong này. Ba cho mẹ xem nhanh. Ừ, ba đi. Ba đâu? Tám rồi à? Ừ, ngồi yên nhá, mẹ làm nốt nhá. Ba. Cái đám này dãy à? Hả? Cái đám này dãy à? Chọc cứng này để khi nào dãy thôi. Mày dãy. Vui lắm. Không, nó lát dưới.
thật. Đi tiếp, đi tiếp xong mẹ đỡ đi. À thế mẹ dắt con, mẹ dắt con. Đây 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 đây. Xem quả bầu nhá, nhiều lắm này. Ui quả này to này. Yeah. Tôi chờ xem nào, chờ em mẹ xem. Không sợ đâu. Quả bầu măm măm má, măm măm đây. Mẹ với gấu đi chợ nhá. Bọn thế. Nhỉ. Quả bầu to lắm. Để con chờ đi. Tinh tinh. Không sợ đâu, bầu mà. Nó có làm gì cho con đâu, kìa. Bên kia cũng nhiều lắm kìa. Thấy chưa? Làm gì đấy, hai em gấu. Nó đang xem bầu ba ơi. Đi, đi chăn cá đi đâu. Ờ, đi á. Dẫn đường đi em nhanh này. Khác chợ đi chứ. Khác chợ đi mà. Thế ba đi chưa? Đi. À, ngã. Thế ba đi đi, nhảy gấu ở đây xem thôi. Đấy, thấy chưa? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Gấu vỗ tay gì? Vỗ tay. Vỗ tay. Đúng rồi, ba giỏi lắm nhỉ. Vỗ tay tiếp, vỗ tay tiếp. Gấu đi đi nào, tự đi mẹ xem nào. Đi. Đi nào. Con đi. Nhìn đi. Thế con đi xe à? Chán rồi á? Thế đi bộ cũng được. Đi. 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 Mỗi chiều quả bầu mẹ xem nào. Quả bầu đâu? Đấy á. Quả bầu đâu? Chỉ đi, chỉ mẹ xem. À đúng rồi, ôi. Đâu đâu, lấy quả nào, lấy quả nào. Lấy quả nào, lấy quả nào. Kia. Đây phải không? Bên kia. Đây là đây. Bên kia mà. Đấy. Đấy. Ôi quả thọt thế. Ôi xét thử xét nào.
xuống xem ba đây này. Con xem ba mắm. Mắm. Thế ngồi đây xem ba nha, mẹ nhóm bếp. Mắm. Ngồi yên nha. Chị Thảo. Vâng. Ngồi ọp xuống á. Mắm. Đợi tí đã. Vâng. Đói rồi hả? Ôi. Làm gì đây? Mắm. Đây. Cái mắm của con đây. Mắm. Vâng. Thế đâu mắm thân cao bằng con bà? Thấy. Mắm bằng gấu không? Thank you.
đây, mâm mâm tầng đó. Mâm mâm thôi. Về đây nè. Về đây. Để vào gần con cũng được mà. Cô ăn ba đi. Đây này. À. À. Cầm. Ăn phải cho con. Mắm mắm. Vâng, để vào bát cho con. Mắm mắm nó. Mắm. Mắm, ngon. Thế con ăn mắm đi đúng không ạ? Mắm nhá. Ăn cơm trắng thôi, không ăn thịt. Cho con không ăn. Ngon. À, ăn hết cơm rồi thì mẹ lấy cho con tiếp nha. Nào, mẹ lấy cho con tiếp. Ôi giời ơi, ăn cả bát. Ôi giời. Mẹ lấy cơm cho em với. Ôi giời ơi, ăn bát. Thế của em đâu? Nào, nào. Năm đâu? Năm đâu? Ừ, đúng rồi, nhà ta bát đi. Ừ. Vâng. 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 Sáng mai đi à? Sáng mai đi. Còn con ở nhà đó. Các đi khoảng tuần, hai tuần rồi. Đi lại về á? Ừ. Ngắn, chả bước được cầu thang em. Rồi. Đi. Ai xong ba đi. Bố ôm ba nào. Dạ. Ôm ba xong ba đi. Bố ôm ba. Ôm ba đi đấy. Ừ.
chào ba nhá. Vâng, ba đi nhá. Ngủ ở nhà với mẹ nhá. Thế gối thơm ba đi. Thơm một cái. Thế thơm mẹ xong thơm ba. Thơm ba nữa, thơm ba. Ờ được rồi, thêm nhé. Bye bye đi, không đi được đâu. Con ở đây thôi, con ở nhà thôi. À, ở nhà thôi nhá, ba đi rồi. Thank you.
con uống nước á. Ngon thế. Ngon thế. Ôi dồi ôi, ướt hết quần. Ai làm ướt hết quần? Mẹ bỏ áo cho nhá. Áo cho con nhá. Nóng lắm. Nóng nóng à. Nhỉ. Vâng. Ô không không đạp con, tí bẩn nhá. Vâng. Vâng. Đi đâu? Tóc thì toàn gầu. Đây mà gầu đầy tóc đây này. Mẹ người bác phải đi bán nhất. Mẹ không mẹ. Gấu ở yên cho mẹ cắt bắp cải nha. Ấy, ôi nhiều lắm. Xem chiếc nào to nhất nào. Ôi, chiếc này to quá. Vâng vâng. Gọi là hơi dài nhỉ, ngó nhỉ. Tiếp nào, tìm tiếp nào. Gọi là nhì. Nhá. Ba cái rồi, lấy quả nào tiếp nào. Đây vào đây. Đây, chiếc này to lắm. Đây. Chiếc này to nhất. Nha. Đây nha. Tinh 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 tinh. Gấu ngủ rồi á. Thế mẹ đưa em đi ngủ nhá. Về nhà ngủ nhá. Ôi dồi ôi, ngủ say quá. Thank you.
dậy đâu chưa? Mấy mẹ còn về kịp nhỉ? Miu ơi, gọi Miu đi. Miu. Miu. Chào mẹ đi chợ nhá. Nha. À Tè á, ở trên đi Tè xin chào Tè nhá. Mẹ đi kết, đi Tè. Mấy mẹ bỏ bỉm đi Tè nhá. Tè chào nhá. Con chào mẹ đi chợ nhá. Nếu mẹ đi chợ bán bắp cải nhúc. Đi chợ chợ nhá. Được chưa? Được. Xong rồi, mình đi chợ nhá. Vâng, ôi dồi, bước nhỏ thôi. Chỉ bước nhỏ thôi chứ. Đây, đứng đây chờ mẹ nhá. Rồi, đứng. Con đứng đây chờ mẹ. Vâng, chờ mẹ nhá. Ây. Nào, đi. Đi chợ thôi. Đi nào. Đi. Đi thôi. Ơi. Con đi cẩn thận vào. Đấy, đúng rồi. Đi xong mẹ bế. Thế mẹ bế đi xong nhanh nhá. Đi. Vâng. Ôi dồi, sao mà nhiều thứ vậy? Nhỉ. Đúng nhỉ. Đi thôi nào. Rồi, bà con hai cái bắp cải nào. Vâng.
thoại mẹ lại con mèo nhé. Vâng, con đi về. Mừng cho bố mày mà này. Không sao bán không? Có, ở đây, ở ngoài đây. À đây ạ. À. Đi, thì còn lấy 3 gói nhỉ. Lấy hết luôn nhỉ. Rồi lấy túi đá. Vâng. Con lấy hết. Lấy mấy chồng. À, mắm. Thấy này ạ? À? Vâng. Con nhà bà bán bóng thể con đá không? Đấy cháu một cái lại bé. Con bò đá. Vâng vâng. Lấy bóng nhá. Chờ bà lấy bóng thôi. Xuất vào nhá. À bà à. À. Có thấy ở đâu? Ninh 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 ninh. Ninh ninh ninh. Về đây. Ninh ninh. Thế mẹ mẹ. Cẩn thận nó cắn nhé con. Ninh. Thế mẹ để vào đây với mẹ nhá. Lắm máu. Đây gấu ơi, gấu ở đây mà. Với mẹ cho vào đây, mẹ cho vào đây nhá, lấy về nhà nhá, hay quá nhỉ. Vâng vâng vâng, gấu yên nhá, mẹ xách con này lên nhá. Ôi chưa mẹ. Ừ, yên nhỉ, ở yên chứ, đi về nhà gấu nhá. Vâng, đi. Sắp đến nhà rồi. Yeah, đến nhà rồi. À, quả bầu. Đi, đi tiếp. Đi.
Đi thôi, đi đến bếp nghỉ thôi, mệt lắm. Nào gấu tự đi. Em nhé con. Để mẹ xem con nít ra này. Con nít ra đã vừa. Xem mít năm nhá, yêu mít chưa? Cho cả thạch nuốt ăn mít. Vâng, yêu lắm nhỉ. Đâu con? Làm được. Con làm dinh dinh đi, đúng rồi làm đi. Dinh dinh. À hai chiếc luôn, hai chiếc. Đây, cầm làm đi. Đó. Làm gì đây? Hả? À, hộ mẹ à? Giỏi thế, giỏi thế. Vâng, giỏi lắm. Giỏi lắm. Con nhịp đi nhé. Vâng, giỏi lắm. Đây. Ngồi yên nhá, chờ mẹ nhá, sắp xong rồi. Giỏi lắm, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Rồi, giỏi thế. Ai vỗ tay giỏi thế? Vâng, vỗ tay. Vỗ tay. Mẹ sắp xong rồi nhá. Vâng. Sắp xong rồi. Vâng. Thank you.
Cho mẹ làm tổ ong nhé. Vâng. Ngon nhỉ, mẹ nấu mâm mâm cho con nhá. À, vâng, giỏi lắm. Vâng. Vâng.
Ơ, bố sang nước à? Làm sao con, làm sao? Vâng, 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 cẩn thận nhá. Mẹ hấp thịt với lại khoai cho gấu nha. Uống từ từ thôi. Mẹ chặt khoai đã. Nó bay ra lắm. Vâng. Măm măm. Măm măm. Măm chín chưa? Cô. Vâng, sắp xong rồi. Nhá. Vâng. Đợi nhá. Dạ. Vâng, chờ mẹ, chờ mẹ, chờ mẹ. Nóng quá. Mẹ sẽ lấy thịt cho con nữa. Đi, mình đi mắm mắm nhá. Vâng, mắm xong đi ngủ nhá. Con muốn ngủ á. Vâng, 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 mắm 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 mắm. Mắm mắm. Mắm mắm. Mắm mắm.
Thank you.
Như ngủ lâu thế. Vỗ tay. Từ từ con ngã chưa? Gấu, mẹ nói chẳng thưa gì. À mẹ chưa? À đúng rồi. À. Mam đâu? À con biết tránh ra. À ô tô vâng, đây xuống dưới kia nghịch nhá. Vâng, xuống dưới kia. Mẹ trứng nha, lấy mẹ luộc đây, lúc con ngủ mẹ luộc đây. Mắm nhá. Hết rồi. Cắt ô tô, vâng mẹ cắt. Con ngồi xuống. À mam, ngon lắm. Từ từ nhá, ngã nhá con. Đi đâu? Ôi, con đập á. Nhỏ thế. Vâng, để đây. Này mẹ bóc xong rồi con ăn đi. Cắn miếng to vào. À, thế mẹ nhai. Ăn trứng đậu. Mam. Đây, mam đi. Đấy, mẹ bóc con rồi. Đấy, cầm cái đỏ ấy, mam, đúng rồi. Ôi dồi ôi. Mam, đúng rồi. Đói cơ á? Dạ. Đi đâu? Ôi dồi. Vâng, ngã nha. Đứng yên đây, mẹ bảo đứng yên, phải đứng yên. Này, không phải đá vào dây của mẹ. Vâng, biết thừa. Vâng, dây đấy, sợ lắm. Con đứng yên nha. Đứng yên. Vâng, đứng yên cho mẹ. Nào, đây của con đây. Cầm yên nhé. Đấy, tốt, đúng rồi. Sợ lắm. Gấu giỏi thế, hồ mẹ tiếp. Rồi, giỏi lắm.
rồi. Ngã ngứa con. Bụi ngứa nhá. Vâng, để mẹ xếp. Sắp xong rồi. Xếp xong là đi. Đi làm nhá. Làm xa. Đi làm xa cơ. Đâu. Ngã. Đấy, đi đi, chơi đi. Ngấu ơi, đi từ từ nhá, Ngã nhá. Mẹ buộc sắp xong rồi. Chờ một tí. Vâng. Ngấu ơi. Về đây, về đây. Nhanh, về với mẹ nhanh. Nhanh lên. Vâng, về đây, nhanh lên. Về đây. Rồi, đi cẩn thận, cẩn thận. Đấy, vâng, giỏi lắm. Sắp xong rồi nhá. Mẹ chỉnh chi nữa là được. Đứng yên. Vâng, chờ mẹ nhá. Sắp xong. Vâng, hoa, hoa chít đấy. Đi, đi nhanh nào. Vâng, hoa. Hoa đẹp quá. Yeah, gấu đi chơi nữa nha. Hoa ở nhà nha. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. À, quả bầu. Rồi, 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 đi. Bầu đấy. Từ cẩn thận con. Đổ tay, đúng rồi, đổ tay. Thích hoa lắm á. Quay về đây mẹ bế con. Mẹ bế nhé. Mẹ bế để đi nhanh nhé. Thấy không, nhìn đẹp không? Cô đẹp thế nhỉ. Ây ôi ôi. Cô đẹp thế. Đến nơi rồi. Đâu? Hộ mẹ cầm gỗ á. Thank you.
anh nhá. Thích nhỉ? Đến nhà rồi. Đến nhà rồi. Bầu. Hôm qua về xem quả bầu mùa này hôm nay lại hơi mệt. À chú chú này. Chú chú này. Con đi chơi đi. Đi. Đi nhá. Vâng. Đấy. Đi lên kia chứ, đấy. Mệt quá nhỉ. Mệt quá. Chỉ một tí xong rồi đấu. À, tiếp tục đi mẹ nhá. Con đi thôi con đây. Mệt quá nhỉ. Phải con đi. Thank you.
Mai được mua 50 phút to hơn, rộng hơn thôi mẹ. Con đứng đây, nè, cấm này chờ mẹ nhá. Đấy, đứng chờ mẹ. Đứng thẳng lên. Đi kia, quay đầu đi đằng sau.